Hai kiểu kiến trúc nhà thờ phổ biến và nổi tiếng nhất trên thế giới. Thực ra mà nói thì nhà thờ có rất nhiều kiểu kiến trúc đa dạng và phong phú, và nó mang cả bản sắc văn hóa địa phương. Ví dụ giả sử như chúng ta lấy vùng Tây Nguyên của Việt Nam chẳng hạn, thì đó mang cả văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số và ngay cả những cái nét truyền thống về kiến trúc của người đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, hai kiểu kiến trúc nổi tiếng bậc nhất phải kể đến là kiểu kiến trúc Gothic và kiểu kiến trúc Roman. Và sẽ chỉ cho các bạn cái cách dễ dàng để nhận diện ra hai kiểu kiến trúc này. Và nó nằm ở kiểu vòm. Nếu như kiểu kiến trúc Gothic thì kiểu vòm nhọn, thì kiểu kiến trúc Roman sẽ là kiểu vòm cong tròn. Và đặc biệt là kiểu kiến trúc Gothic sẽ có nhiều cửa sổ hơn và có kích thước cửa sổ cũng lớn hơn so với kiến trúc Roman. Một điều đặc biệt là kiến trúc Gothic là một trong những kiểu kiến trúc có nhiều di sản nhất trên thế giới.